Rồi ok, xin chào toàn thể anh em đam mê chơi BCB Condo FS Benjamin truyền thống nhé. Hôm nay các bác mua bơm nhé, mua bơm sẽ được bên em tặng cho các bác phần quà rất chia giá trị. Một cái laser nhé, một cái laser đầu đạn tia xanh này, hoặc một cái laser đầu đạn tia đỏ các bác nhé. Đấy, hàng laser là hàng laser mới các bác nhé. Đấy, có hai cái laser để dành tặng cho hai bác khách hàng may mắn nhất. Hết tặng laser thì em sẽ tặng cho bác tia bơm này, tia bơm này. Đấy, bác nào mua cũng sẽ được tặng theo một cái tia bơm, hoặc các bác có thể lấy thêm một túi răng sim nhá, một túi răng sim. Không thì em sẽ tặng cho bác thêm một chai nước làm mát các bác nhá. Đây, chai nước làm mát. Đấy, các bác nào thích cái gì em tặng cho các bác cái đấy nhá. Đấy, riêng về phần quà laser này thì trị giá 280.000 các bác nhá. Đấy, các bác nào không lấy cái laser này là tia đỏ là 280.000 các bác nhá. Đấy, rất chi là xịn sò. Thì cái laser này em chỉ có hai suất tặng cho các bác thôi. Đây các bác nhìn này, laser tia đỏ rất chi là xịn sò nhá. Laser tia đỏ em có hai suất tặng cho các bác, dành cho hai bác may mắn nhất và nhanh nhất đấy. Còn các bác hết laser rồi thì em vẫn sẽ tặng cho bác tia bơm này, tia bơm này, hoặc nọ dầu bôi trơn thôi nhá, nọ dầu bôi trơn này, chai nước làm mát này, đấy, hoặc một túi răng sim nhá. Anh em thích lấy cái gì lấy nhá, các bác mua một sẽ được tặng bốn nhá, rất chi là nhiều phần quà cho anh em. Đặc biệt là các bác mua bơm em tặng quà thì vẫn giữ nguyên giá, không giá không đổi đâu các bác nhá. Đấy, không có kiểu là tặng quà cộng thêm tiền là không có đấy, thế là không uy tín đúng không. Đấy thì các bác nào nhanh tay thì mình có thể lấy laser nhá. Hết laser rồi các bác lấy tia bơm này, chai dầu này, túi răng sim, lọ nước làm mát đấy. Còn đến phần tiếp theo nhá, tiếp theo thì em sẽ báo giá công khai cho anh em một số mẫu bơm bên em đang bán ra cho các bác nhá. Đây, cái cây bơm này nhá, cây bơm đầu tiên này em giới thiệu cho bác, đây là cây bơm Shinjongsi nhá. Cây bơm Shinjongsi, mẫu bơm này là chân cành én không gấp này. Cái con này là van xả áp nhá. Con này thì nó có nhược điểm là chân này là không gấp được các bác nhé, chân này không gấp được. Nhưng đổi lại nó có đồng hồ to, bầu lọc bằng inox, thân bơm bằng inox, nọc ẩm to, khá là xịn sò nhá. Con này giá công khai cho anh em nhá, 1.850.000 nhá, đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà cho anh em nhá, giá 1.850.000. Cây bơm Shinjongsi đấy. À, em cũng lưu ý các bác nhé, các bác nào ở khu vực Kon Tum thì em sẽ không ship hàng trên những cái hàng đắt tiền này, vì ở khu vực Kon Tum là rất chi là nhiều bác mua không muốn mua, chỉ dình lừa ăn trộm thôi các bác. Đấy, các bác nào ở khu vực Kon Tum thì các bác phải cọc thì em mới chuyển hàng nhé. Còn cái khu vực khác thì các bác chỉ cần nổ địa chỉ là em sẽ gửi hàng cho bác. Còn khu vực Kon Tum nhá, em sẽ không gửi trên những cái hàng đắt tiền cho bác, trừ giả các bác cọc trước tiền em sẽ gửi nhá. Đây, tiếp theo em lên cho anh em cái mẫu thứ hai nhá. Mẫu thứ hai là cây bơm đồng hồ to lọc ẩm to nhá. Đồng hồ to lọc ẩm to. Chân là chân gấp các bác nhá. Chân là chân gấp này. Đấy. Cái mẫu này thì là đồng hồ 50 BA nhá. Đồng hồ dầu 50 BA rất chi là xịn sò. Lọc ẩm là lọc ẩm to màu đen các bác nhá. Đây, hiệu này FB con báo này, chân gấp các bác cho vào ba lô đi rừng đi du lịch khá là tiện. Cái cây bơm phiên bản đặc biệt này thì bơm khá là nhanh và nhẹ các bác nhá. Đây là mẫu bơm bản đặc biệt bên đang bán ra cho các bác. Bơm rất chi là nhanh nhẹ, phiên bản đặc biệt nó làm bằng chất liệu đặc biệt ở trong ruột nhá, tỏa nhiệt rất chi là nhanh các bác nhá. Đấy, cái cây này là 900.000 nhá, bao cho anh em bơm khoảng 300 đến 350, rất chi là nhanh. Phụ kiện đi kèm bao gồm một lọ dầu này, một túi răng sim, một cà lê đa năng. Các bác mua cây bơm nào cũng sẽ có những phụ kiện này. Còn quà tặng thì các bác thích lấy tặng thêm cái gì em sẽ tặng thêm cho các bác cái đấy nhá. Các bác nào muốn mua cây bơm này, các bác chỉ cần gọi đến ba đầu số này của số các bác, em ơi bán cho một cây bơm phiên bản đặc biệt nhá. Con này giá là 900.000 đấy. Đến nơi anh em được quyền kiểm tra hàng, test hàng trước khi nhận, bên em sẽ bảo hành cho bác lỗi đâu đủ đấy cho anh em nhá. Đây, lên cho bác cây bơm thứ ba. Cây bơm thứ ba là cây bơm nhỡ các bác nhá. Đây, con này là đồng hồ to này, lọc ẩm nhỏ các bác nhá. Đồng hồ to lọc ẩm nhỏ, chân là chân gấp nhá. Con này em đang bán giá công khai cho các bác nhá. Con này giá công khai cho em giá là 800.000 nhá, 800.000 cây bơm nhỡ nhá. Con này bao cho em bơm khoảng 250 đến 300 cân, rất chi là nhanh. Đấy. Đến với cây bơm cuối cùng nhá. Cây bơm cuối cùng thì đây là cây bơm bé nhá. Bác nào chơi truyền thống lấy con này rất chi là hợp lý. Chân là chân cánh én không gấp nhá. Đây, van xả áp đây, đồng hồ nhỏ, lọc ẩm nhỏ các bác nhá. Đấy, đồng hồ nhỏ, lọc ẩm nhỏ. Cái cây này thì giá rất chi là rẻ. Con này thì giá 600.000 các bác nhá. Đấy, giá 600.000 cây bơm đồng hồ nhỏ, lọc ẩm nhỏ các bác. Đấy. Bao cho anh em bơm khoảng 250 cân trở lại đối với mẫu bơm bé nhé. Còn quà tặng thì em đã nói các bác từ đầu là có hai cái laser dành cho hai bác đầu tiên sớm nhất, may mắn nhất nhé. Còn hết laser em sẽ tặng cho bác ti này, chai nước mát này, lọ dầu bôi trơn này, một túi răng sim này. Các bác thích lấy cái gì em sẽ tặng thêm cho bác cái đấy nhé.
đấy là quyền lợi của em khi mua bơm ngày hôm nay. Còn hai cái Nazia thì dành tặng cho hai bác khách hàng nào may mắn nhất các bác nhé. Đấy, Nazia này em đang bán giá thị trường là 280.000 nhé. Đấy, hôm nay có hai suất Nazia tặng cho bác mua bơm, dành cho hai bác đầu tiên sớm nhất và nhanh tay nhất các bác nhé. Đấy, còn bây giờ em xin kết thúc video tại đây. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác anh em trong video sau.